Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị thích Mai Vàng. Đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Lâu Đa Hậu Giang ạ. Và hiện tại là em đang có mặt tại vườn mai của em Nguyễn Kha ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị ha. Hôm nay thì em Kha cũng có một số cây siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn Cúc Thọ Hương, muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình để về lấy bao nhân giống hoặc là về dưỡng chơi Tết 2025 ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho vườn, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ vườn mai của em Kha thì hiện tại mình cũng có một số cây cúc thọ hương đã đôn tàn, hàng đôn tàn đang đi cơ độc mới luôn á cô chú anh chị. Dạ cây này thì chọc ghép cũng khá là to rồi cô chú anh chị ha, ghép với phôi mai vàng đế này thân lắc lượng luôn á. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm cúc thọ hương về Tết 2025 thì mình liên hệ với số điện thoại em Kha giúp em cô chú anh chị ha. À, chị xin chào anh Kha. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị lên kênh ạ. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số đích hay là mã số 76B, một cây siêu bông Bình Lợi. Dạ hoành là 29. Chiều cao là 70. Tán ngang là 55. Dạ mã số 76B, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1.900.000 em bao ship tặng cậu luôn. Cái này mình ghép đủ chi đều tàn này cô chú anh chị ha. Đế cũng cơm củ đế này rồi. 1.900.000. Đây rồi. 77. Dạ mà cái thứ sao là số 77B. Dạ cái này lùng lực lắm cô chú anh chị. Củ nở luôn ha. 77B là một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Rồi chú Di Tý là 25. Dạ. Cây trực của cô chú anh chị. Củ đi đặt là bố 62. Chiều cao là 45. Tán ngang là 50. Dạ mã số 77B, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1.500.000 cái bao ship. Dạ, cây này mình ghép chỉ có tặng cậu luôn cô chú anh chị. Ba bo thôi nhưng mà tàn ấm tàn luôn cô. Đế nở đều cô chú anh chị. Dạ. Dạ. 78. Dạ mã số thứ hai mã số 78B. Một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Hoành là 29. Dạ. Chiều cao là 45. Tán ngang là 4, tán ngang 50. Và mã số 78B. Một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1.600.000 em bao ship. Dạ, cái này ghép 8 bo cho cô chú anh chị phân lùng. 1.600.000 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ. 79B. Và mã số này mã số 79B. Một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị. Dạ, cây này tàn ấm tàn ở đây đi cơ đạp mất ruột luôn á cô chú anh chị. Dạ hoành là 26. Dạ. Cây này cũng nở luôn nha cô chú anh. Củ đế đặt này là 48. Chiều cao là 65. Tán ngang là 70. Và mã số 79B, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1.700.000 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ. Mã số 80B. 80B. Cây này gắn chụp cho cô chú anh chị. Một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Dạ, em lấy cỡ 250 bò. Thùm lum luôn cô chú anh chị. Dạ hoành là 25. Chị ra là 88. Cái này là 85. Và mã số 80B, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho luôn là 1.900.000 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ, 1.900.000. Một cây dáng trực cô chú anh chị quá thấy bò luôn. Cây này lấy hơn 200 bò. Nói đầu cầm mình ghép 200 bò luôn rồi đúng chị ha. Và mã số tiếp theo mã số 81B.
81B là một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Cây này cũng có củ đế đặt luôn nha cô chú chị ha. Dao hoành là 27 gửi 27. Dạ. Củ đế đặt này là 55. Chị cho là 87. Tá ngang là 77. Dạ, mã số 81B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,7 triệu ba ship tặng cậu luôn. Đế đẹp của chính chị. Đế gồm củ đế. Cây này lấy hơn 100 bò. Dạ, 82B. Dạ, mã số 82B. Một cây siêu bông bình lợi luôn của chính chị. Đầu hoành là 28. Chiều cao 60. Cá ngang là 55. Và mã số 82B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,6 triệu ship tặng cậu luôn. 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Cây này có cốt cành đều mà bông sai lùng liền luôn cô chú anh chị ha. Đâu này em còn nhiều lắm cô chú anh chị. Mã số 83B. Mã số tiếp theo, mã số 83B. Một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Cành tí là 22. Dạ. Củ đế đặt này là 40. Chiều cao là 55. Tái ngang 55 luôn. Và mã số 83B một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,3 triệu ba ship tặng cậu luôn. Dạ. Cây này mình nhất cũng được 5 bo hết thôi chứ anh chị. Cái lâu cây này củ đế gơm hơn của chính chị. Dạ. 84. 84B. Một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Nhất 5 bo luôn của chính chị ha. Hoành là 24. Cái củ đế toàn là 40. Chiều cao là 33. Tán ngang là 50. Và mã số 84B một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,2 triệu bao ship. Dạ, tặng cậu luôn. Cái này lùng lục lắm cô chú anh chị, quá trời cái củ đế luôn. Củ đế gơm luôn cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 85B. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 24. Củ đế này là 37. Chiều cao là 60. Tán ngang 60 luôn. Và mã số 85B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn. Dạ, 86B nha cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo là số 86B. Một cây siêu bông bình lợi ghép phôi mai vườn của chính chị. Dạ. Đế lực lực không mà nghe cái tiếng này. Chào hoành là 36. Không rẻ mà chào bá rẻ không hết cô chú anh chị. Bút ngọ là của chính chị. Chiều cao là 85. Tán ngang là 80. Và mã số 86B một cây siêu bông bình lợi này ghép phôi mai vườn em xin giao lưu là 4,000,000 em bao ship. Ở đây cây đạt rất tặng cậu luôn cô chú anh chị. Cây này khi ship em sẽ đóng gỗ cho cô chú anh chị ạ. Đế lực lắm nha cô chú nha. 4,000,000 mã số 86B. Mã số 87B. Dạ, mã số tiếp theo mã số 87B. 87B là một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Này đế sỏm nó gom đế cho chính chị. Cành tử vị trí này là 26. Dạ. Củ đế này là 62. Chiều cao sỏm nam là 12. Và mã số 87B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship tặng cậu luôn. Dạ, cho chị xin chiều cao với tán ngang ha.
chiều cao là 70, tán ngang là 58, giờ mã số 87 bèo cây siêu bông bình lợi này, xin giao lưu là 1,5 triệu ba ship tặng cọc. Dạ, 1,5 triệu nha cô chú chị. Mã số 88 bèo. Dạ. Cây này cũng tàn lắm, tàn luôn quý cô chú chị ha. 88 bèo một là một cây siêu bông bình lợi. Quành là 27. Dạ. Tủ đế là 42, chiều cao là 54, tán ngang 55, và mã số 88 b một cây siêu bông bình lợi này em xin lưu là 1,5 triệu đến ba ship tặng cậu luôn. Cây này có hàng bao sai đấy, cũ đấy rồi mà cô chú anh chị ha, tàn tươi rồi lắm rồi hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Rồi ạ. 89 b là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cây này rất ngậu luôn. Cây này khi phôi vận chuyển bị dập về nhẹ lỗ nhỏ xíu ở đây của chú anh chị. Còn chỗ vị trí này là 24, cái củ đế này là 60, chiều cao chấm 5 là 12, chiều cao là 8, chiều cao là 68, tán ngang là 44, và mã số 89B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,6 triệu em bao ship tặng cậu luôn. Dạ, 1,6 triệu cho chú anh chị ha. Đế còn đây nhiều lắm cô chú anh chị, đế còn nhỏ nhiều lắm. Đế chậm năm thì nó vô đế rồi cô chú anh chị. Rồi rồi. Ta 90B. Cây lùng lực nha cô chú anh chị ha. 90B là một cây siêu bông bình lợi lục lực, hoành là 26. Dạ, quá trời cái cũ luôn đó cô chú. Cũ đế này là 50, chiều cao là 50, tán ngang 38, và mã số 90B một cây siêu bông bình lợi em xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship tặng cậu luôn. Dạ, ghép 4 bao cô chú chị nha. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 91 không bị 91 b một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị, dán cực luôn cô chú anh chị, đầu hoành là 30 đúng luôn của chú anh chị, vị trí này 30 đúng luôn, đế đều luôn nha cô chú anh chị ha, chiều cao là 60, tán ngang là 64, và mã số 91 b một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 1,7 triệu bao ship tặng chậu luôn. Dạ. Đây là mã số 92B. 92B là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị, hoành là 22, củ đế này là 40, chiều cao là 55, tán ngang là 50. Dạ, mã số 92B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,1 triệu bao ship tặng cậu luôn. 1,1 triệu nha cô chú anh chị ha. 1,1 triệu, mã số 92B em bao ship tặng cậu. 4 bo nha cô chú anh chị. Rồi rồi. Số mấy vậy? Mã số 93. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 93B. 1 cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Đang đi cây 2, cây này hàng đã em đôn lại. Trong hoành là 27. Đã cũ nó đế rồi cô chú anh chị. Cụ đế này là 36. Chiều cao 50. Tán ngang là 60. Dạ, mã số 93B một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho luôn là 1,8 triệu em bao ship. Dạ, tặng cậu luôn. Cái này mình ghép đủ chi đều tàn nha cô chú anh chị, cái phôi nó rất là nở ha, nở đế ra cũ luôn ha. Mã số 94B. 94B là một cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị. Dạ, hoành là 24. Dạ, đế đều nha quý cô chú anh chị ha.
chiều cao là 60, 8.000 là 60, và mã số 94B một cây nhị ngọc vòn này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship tặng chậu luôn. Bông của nhị ngọc vòn rất một tàu rất là thơm nha cô chú anh chị. Mã số 95B. Cây này trực lắc thơm cao nha cô chú anh chị. 95B là một cây nhị ngọc vòn của chú anh chị. Đang đi cơ đợt mới luôn nha cô chú ha. Đang đi cơ hai luôn. Thân lắc chết. Hàng đông mùa, già mùa. Giao hoành là 24. Dạ. Chiều cao là 72. 8.000 là 65. Dạ mã số 95B một cây nhị cục toàn này em xin cho luôn là 1.500.000 bao ship tặng chậu. Dạ 1.500.000. Mã số 96. Mã số 96B một cây nhị cục toàn của chú anh chị. Form lùng liền rồi chú anh chị, đế đều luôn ha. Hoành là 23. Chiều cao là 50. 8.050 luôn. Và mã số 96B một cây nhị cục toàn này em xin cho luôn là 1.200.000 em bao ship tặng chậu luôn. 1.200.000 nha cô chú anh chị. Mã số 97B. Cây này cũng đang đi cao đọt quá trời luôn cô chú. Cây này là nhị cục toàn của chú anh chị. Thân lắc đế không củ đế luôn à. Giao hoành là 27, vị trí này 27. Dạ. Chiều cao 60. 8.050. Và mã số 97B. Ok, nhị cục toàn này em xin cho luôn là 1.500.000 em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Dạ rồi. Số thứ hai mã số 98B. 98B, cây này phơm lùng liền. Thân lắc chẳng nhớ là duyên nha cơ cho anh chị ha. Có mặt bông luôn nha cơ cho anh chị. 98B, cây nhị cục toàn của chú anh chị. Đầu hoành là 22. Dạ. Bị hồi vận chuyển bị tài nhẹ ở đây cô chú anh chị. Nhỏ xíu ở đây. Dạ. Chiều cao 40. 8.050. Và mã số 98B một cây nhị cục toàn này em xin cho luôn là 1.300.000 bao ship. Dạ 1.300.000. Tặng chậu luôn. Dạ mã số 99. Dạ mã số thứ hai mã số 99B. 99B là một cây nhị cục toàn. Dạ. Thân lắc luôn cô chú anh chị ha. Hoành là 22. Có củ nở luôn á mấy cô chú. Chiều cao là 38. 8.050. Và mã số 99B một cây nhị cục toàn này em xin cho luôn là 1.300.000 bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Mã số 99. Mã số 99, 100. Mã số 100 cô chú anh chị. Mã số 100B. Dán nó hơi siêu nhẹ cô chú anh chị. Mã số 100B cũng là một cây nhị cục toàn của chú anh chị. Nở đế nở cũ luôn cô chú anh chị ha. Giao hoành là 22. Chiều cao là 60. 8.000 là 65. Và mã số 100B một cây nhị cục toàn này em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. 1.300.000. Dạ mã số 100B cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn với cô chú anh chị nha.